я тоже студент, <связано> да? <связано> угу. Как у вас, жена, Анто? Угу. Спасибо, да, хорошо, отлично. Отлично. А. Угу. Вас? Тоже? Вина. А у вас тоже да, хорошо? Поддак? Тоже хорошо, тоже хорошо. tác của Bây giờ em sẽ nói câu thứ nhất, thầy sẽ nói câu thứ hai nào. Minha зовут Нариса. Я Узенка. Tác. Вас зовут. Да. Меня зовут Антон. Я тоже студент. Как у вас дела, Антон? Спасибо. Отлично. А у вас Тоже хорошо. Тоже Пока. хорошо. Хорошо. Молодец. thế như vậy là chúng ta cứ có những cái đoạn đối thoại như thế này thì cái yêu cầu của bài là các em phải nói thật thành thạo những cái đoạn đối thoại này. Bởi vì chúng ta đã học rồi mà. Đấy. Học rồi thì những cái đoạn đối thoại này các em phải nói nhuần nhuyễn luôn. Đấy. À thế nhiều nhiều em bảo là ôi thế này đơn giản có gì mà mà phải học. À thế nhưng mà đơn giản thì đơn giản nhưng mà các em có nói được nhuần nhuyễn hay không mới là vấn đề. Đấy à mc năm cưới người ta đi kính thưa các cụ công các, các bà thì ai cũng nói được ai cũng biết là nói được nhưng không ai không phải ai đứng lên nói được à, chỉ có mc nó nói được thôi bởi vì sao nó rèn luyện nhiều anh chứ đấy đó thì vậy thì tương tự như vậy chúng ta muốn nói tiếng nga chúng ta phải rèn luyện nhiều à thế còn các bạn để học thì biết thôi mà để đấy không bao giờ nói cả thì mình không nói làm cái gì cả đấy đó à thế còn nếu mà các bạn muốn nói tiếng nga muốn giao tiếp tiếng nga muốn nói chuyện được với khách hàng thì bắt buộc những cái đoạn này các bạn phải nói thần à, thật thành thục đấy à, nhuần nhuyễn đúng nào, tác bột à như vậy những cái đoạn đối thoại này chúng ta sẽ có rất nhiều à, mỗi một bài này sẽ có được khoảng sáu bảy cái đoạn đối thoại như này đấy bảy tám đoạn đối thoại cho nên chúng ta cứ đọc mỗi đoạn nó chỉ khác nhau một tí chút thôi ví dụ đoạn này là khác cái đoạn trước là nó có thêm cái tên mới này à đấy và nó có thêm cái từ lên này, này đấy à đó nó chỉ mỗi một cái đoạn đối thoại nó chỉ thêm một cái từ mới hai cái từ mới thôi à đó thế vậy đoạn này nó thêm cái từ gì nào chúng ta sẽ có tên gọi này

đây là chữ sờ nặng nhé sa sa à, chứ không phải là chữ xa này đấy à, chứ không phải xa xôi đấy chưa? Đấy. đây là sa ma nói là ma Masa. đúng rồi đó đó chính xác cái từ đó đấy à, Masha". à chúng ta có từ thứ hai là dim mà dim mà đúng rồi đấy massa dim mà nói nè

La mal. La mali. Mali. Na, normalina, na, Na, -na. Đấy. lại nào. na. Normali na. La mal. -ma à đúng rồi, хорошо, Em em là cái ngọng cái chữ cái L N cho nên là cái thôi thì mình chấp nhận. Tức là gì? Các bạn không phân biệt được âm L N. À thế nhưng mà rồi dần dần trong quá trình nói chúng ta sẽ chỉ sửa được đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nào. Доброе утро, Маша. Доброе утро, Маша. Доброе утро, Дима. Доброе утро, Дима. Маша, как у тебя дела? Маша, как у тебя жена? Спасибо, нормально. Спасибо, Спасибо нормально. нормально. А у тебя? А у тебя? тоже нормально. Тоже нормально. А, да, Лазина. Тоже. Же. Тоже. Тоже. Да? То тоже. Хорошо, да, Доброе утро, Маша. Доброе утро, Маша. Доброе утро, Дима. Доброе утро, Дима. А, чем-то так, да, чем-то да. Доброе. Доброе, нагадно. Доброе. Доброе утро. Доброе. Доброе. Доброе утро. Доброе утро, Маша. Доброе утро, Маша. Доброе утро, Дима. Доброе утро, Дима. Маша, как у тебя дела? Маша. Как у тебя? Яна. Спасибо, нормально. Спасибо, ла А у тебя? А у тебя? Тоже нормально. Тоже нормально. Хорошо. А bây giờ chúng ta nhìn thấy là em sẽ là Masha, thầy sẽ là Jim. À, như vậy thầy phải nói trước đúng không nào? đấy thầy nói này. Доброе утро, Маша. À, nói là gì nào? nói nào. Đúng rồi, đấy, chúng ta không nên nói tắt và cũng không nên nói bớt, ăn bớt của cái chữ của người ta. Đấy, cái chữ của nó đầy đủ, chúng ta cứ nói đầy đủ. À, thế tại sao mà chúng ta muốn nói nó nhanh lên thì chúng ta bỏ bớt âm, các em bỏ bớt âm thì tưởng nó nhanh lên. Nhưng mà nói như thế là nói sai. À thế bây giờ chúng ta cứ nói đầy đủ đi, chúng ta đang học chúng ta nói đầy đủ đi. Sau này chúng ta quen thì tự dưng nó sẽ nhanh lên, đấy. đấy. À, phát thanh viên trên uh, truyền hình nó nói cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà nó sẽ không bỏ một âm nào luôn. Đấy. À đúng không nào? Đấy, thế vậy thì chúng ta cũng phải nói như vậy, nói đầy đủ các âm này. Dobroye utro dima. Đấy. À đó. Thế xong em nói mãi nói mãi nói mãi thì ngày nào cũng nói thì tự dưng nó quen lúc đó em nói cực kỳ nhanh luôn đấy. dobre <laughs> utro Доброе утро, Дима. Доброе утро, Маша. Доброе утро. đó buổi trưa, đó buổi, Доброе утро. Доброе утро. А, Маша. Доброе утро, Дима. А, buổi thì nói đầy đủ hết, cực kỳ nhanh luôn đúng không nào đấy, à tác vột. chứ không phải là chúng ta nói nhanh bằng cách chúng ta bỏ bớt âm thì không phải thế đấy, à ta krascho Mashe, các của chị bị là спасибо là mal a uchibé. à đây đọc là gì nào là mal mali mali nói nè mali nè mali. Mali. Ma đúng rồi nói như vậy normal nè là malila đúng rồi có cái chữ y đi kệ nó không sao rồi đấy sau này các em sẽ bỏ chữ y là được đấy sau này nói quen thì bỏ chữ y đi А, Эм, Ну а лайна, нормально? Ламально. так, отлично. Спасибо, нормально, а у тебя? Спасибо, нормально. а у тебя? Так, тоже нормально, хорошо. Доброе утро, Маша. Доброе, Доброе утро, Зима. Маша, как у тебя дела? Спасибо, нормально, а у тебя? Тоже нормально, вот так, хорошо. Да? à, à thì như vậy là, vừa rồi em nói, cái đoạn điện thoại vừa rồi là khá, khá là tốt đấy. À, bây giờ chúng ta cùng nói lại câu này nào, вот. Em nói câu thứ nhất nào, меня зовут Лариса. Nó. Меня зовут Лариса, я студентка. Tiếp theo. À. А как вас зовут? Меня зовут Антон. Я тоже студент. Как у вас Зена, Антон? Отлично, спасибо. А у вас? Тоже хорошо. Тоже хорошо, молодец. Так, chúng ta sẽ xem đoạn đối thoại thứ ba của chúng ta. Chúng ta sẽ có cái gì mới trong này? Trong này chỉ có thêm một cái từ đó là từ Отлично. least. Đấy, nó chỉ khác những đoạn đối thoại khác là thêm cái từ ạt lịch này à, tạp, đấy chúng ta cùng xem nào dobry dzień anton nói nè dobry dzień anton đấy ở đây chúng ta nhìn thấy không phải dobry e utr mà là gì dobry dzień dobry dzień chào ban ngày đúng không nào đấy à chào ban ngày từ sau 11 giờ trưa nhé dobry dzień anton dobry dzień anton dobry dzień julia <laughs> Добрый день, Юля. Как у вас дела, Антон? Как у вас дела, Антон? Спасибо, отлично. Спасибо, отлично. А у вас? А у вас? Очень хорошо, спасибо. Очень хорошо, спасибо. Ну вот так вот, да? À thế như vậy em thấy rằng là gì khi bây giờ em nói em hơi ngượng ngượng ngạo ngạo đấy, ngượng ngạo ngượng ngạo. À ngượng ngạo bởi vì sao? Là chưa quen. À cái mồm mình nó chưa quen, đúng chưa? Nó chưa quen thì là gì? À muốn cho nó quen mình phải tự nói nhiều đi. Đấy, nói càng nhiều càng tốt nhé. À đó. Thế vậy thì là gì nào? À, chúng ta muốn nói được tiếng Nga tốt thì chúng ta cứ nói thật nhiều vào nhé. Nói thật nhiều càng nhiều càng tốt đúng không nào? Đó thì sau nó cái mồm nó quen đến khi là gì? Đến khi các em cần nói tự dừng nó nói luôn. À chả cần phải

Спасибо, отлично. А у вас? Спасибо, отлично. А у вас? Очень хорошо, спасибо. Очень, Очень хорошо, хорошо, спасибо. Так хорошо, вы Юля. Ты села Антон. Muốn thế thì em sẽ phải nói Добрый день Антон. Добрый день Юля. Как у вас Антон? Спасибо, отлично. А у вас? Очень, очень хорошо. Спасибо. Отлично, хорошо. Давай, на. на. Добрый день, Антон. Добрый день, Юля. Как у вас, сам, Антон? Спасибо, отлично. А у вас? Очень, очень хорошо. Спасибо. Вот, очень хорошо. Вы очень рады, у меня à một vài đoạn giao tiếp bây giờ chúng ta sẽ chuyển một tí chút sang chúng ta sẽ học các mẫu câu đây là các mẫu câu tức là mẫu câu của chúng ta là mẫu câu nói tên à mẫu câu nói tên thì tất nhiên là gì các em cũng nói cũng biết nói dập dạp rồi thế nhưng mà để cho nó trở thành một cái mẫu câu mà chúng ta hiểu sâu sắc về nó và chúng ta có thể nói quen thuộc thì à, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trước hết ở trang này chúng ta nhìn thấy cột bên trái có chữ màu đỏ và cột bên phải cũng có chữ màu đỏ đấy đó cốt đến phải có chữ màu đỏ đấy à, đúng không nào à, vậy thì nó là cái gì vậy đấy đó chúng ta nhìn thấy thấy ở đây có hai à, à có hai hiện tượng à, hiện tượng thứ nhất là đó là à, chúng ta nhìn thấy là ia yeah. đây bên này là ia yeah. đấy à, đúng không nào thế và bên này nó là mi nhà à đúng là đấy giả yeah, Anton tôi là Anton mi nhà raút tôi tên là Anton. đấy à có từ ra vụt ra bút có nghĩa là người ta gọi tôi là đấy à Thế tại sao ở đây là không nói ra giả vút mà phải nói là mi nhà raụt An đấy à đó thì hóa ra là gì ra này mới mi nhà này là tương đương với nhau đấy. à thế nhưng mà ở trong cái cấu trúc câu này thì người ta sẽ nói ra Antồn Thế còn cấu trúc câu này người ta phải nói là mi ừ. nhà ra vụt ăn tốt. Đấy, được chưa? Thế vậy thì hóa ra là gì rằng Mi nhà này đó là định dạng của IA à. Nhưng mà định dạng gì? Định dạng của nó đây là cách 1. Đây là cách 4. Thế vậy thì à, ở trong cái phần bài này người ta sẽ có một cái câu là như thế này là cách 4 hỏi tên. Đấy. Hay là cách 4 nói tên. Chúng ta nói là cách 4 nói tên. À, chúng ta biết như vậy nhé chúng ta sẽ biết là cách bốn nói tên à, đúng không hay là đại từ nhân sinh ở à, cách bốn nói tên đấy nói tên người đấy, đấy ví dụ nói năm là như vậy đó thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy đó là gì đó là cái cái từ loại mà chúng ta để dùng cho cái việc này đó người ta gọi là đại từ nhân sinh đấy nó như cho lùi xuống tí nhé để cho nó rộng rãi bất tả quần à thì như vậy ở đây người ta gọi là đại từ nhân xưng như chưa? đấy à, đại từ nhân xưng đại từ nhân xưng ở đây là cách 4 thế còn đại từ nhân xưng ở bên này gia tươi ôn vân vân thì chúng ta biết rồi thì, từ xưa này chúng ta vẫn biết rồi các bạn đấy à đó là gì đại từ nhân xưng là chỉ những ngôi người tham gia vào cuộc nói chuyện đấy các bạn nào đồng ý chưa đấy đó à thế vậy các đại từ nhân xưng đó là gì nào đó là các đại từ giá tưới ốn mới vui anh nhỉ à đó à thế ngày hôm nay chúng ta sẽ học là người ta sẽ ứng dụng người ta áp dụng cái đại từ nhân xưng đó để nói tên thì chúng ta phải nhớ được cái các định dạng tương đương ya thì thành gì nào ni ừ. nhả đấy giá ni nhả tươi Hay chưa? chi bẻ ổn dê vô Anna với mới thì thành nas với vas và anh à, ich được chưa đấy một đúng chưa nào? À, thế bây thì nói nôm na là à, chúng ta sẽ phải làm cái gì với nó? Đấy à, ở đây chúng ta có thể là biến đổi như thế này để cho em thấy rõ nhé. À, chúng ta sẽ có các đại từ nhân xưng à, của chúng ta. Đó là đại từ gì nào? Giá ja sang cái gì tưới ổn đấy à đây là gì nào tưới đây. tưới đây là ổn ổn thì xong tiếp theo có ăn à mới vui và anh nhỉ đấy đó thì đây người ta gọi là các đại từ nhân xưng ở cách một thế chúng ta phải chuyển nó sang các đại từ nhân xưng ở cách 4 gia chuyển thành gì nó no. no. mi Nhà đấy mi nhà à chúng ta nhìn thấy đây là me các em bảo thấy đây mi thì đọc là mi đấy à bởi vì là như là trọng âm nó rơi vào ya à này em chưa trọng âm nó rơi vào âm ya à này cho nên là à, ở đây chúng ta nhìn thấy là à, y đứng trước trọng âm nó sẽ bị đọc thành là y Nha. Yeah, nó đọc thành y. Cho nên đọc Nha. lên là gì nào? Nó đọc là mi nhà mi nhà, mi -nhà. Mi -nhà. À, đọc thành là mi nhà đấy mi nhà mi nhà à nhé chúng ta học phát âm phải chuẩn xác nhé đó tươi thì sao nào tươi hay gì chi bia mi nhà chi bia đấy chi ô thì thành gì nào ye -vo. đấy ở đây chúng ta nhìn thấy có gì nào g kia bị đặt vào ở à đây là y, e đọc là y. Đấy. Chúng ta mạnh dạn đọc là y. Vô. Y vô. Y vô. Y vô, y vô. Y như thế nào? Đấy. Đó. Y vô. Đồng ý chưa? Đấy. Vô. À y vô. Thế là Anna thì đọc như gì nào? Anna thì đọc như gì? Y yô. Y yô. Đấy. À thế vậy thì ở đây nó đọc thành y yô. Y yô. Y yô y yo y yo y yo, I -yo. À, yeah, đấy mươi đọc thành gì nas vui đọc I thành vas à nhi sẽ đọc thành ich đấy ở đây chúng ta nhìn thấy là gì ich kh <laughs> ich ôi đấy ich ở tạc vật đấy thấy chưa yeah. Хорошо. Đó. À thế bây giờ nhiệm vụ còn lại của chúng ta là gì nào? Chúng ta tập đọc thôi. Đấy à ở đây chúng ta à chúng ta ý cái uh, từ chi bẻ đây gọi là chi chi bẻ chi bẻ chi bẻ đấy mi nhá chi bẻ rộng miệng rồi chi bẻ chi bẻ mi nhá cái nào đấy mi nhá chi bẻ i vô i vô nas vas ich à em đọc theo thầy nào mình đấy. Đấy. à Тебя. Тебя. của его. của à, của à của Вас. của à của à, của à của à, à của à, vậy à chúng ta nhìn thấy rằng à, đại à ở bên này nó là thuộc về cách một à, đúng à nào đấy cách một à, chúng ta sẽ đánh dấu nữa nhé đó đại từ bên này là cách một là thế và còn đại từ bên này thì sao nó là thuộc cách bốn nào đấy đó à, cách bốn của chúng ta ở đây à, tác tạc đấy đó à thế bây giờ cách bốn của nó nó sẽ dùng trong cái câu mà nó để chỉ uh, tên nó sẽ có cái câu ra vụt ra vụt ra vụt". vụt đấy đó nha. Ra vụt, ra vụt, ra vụt. gì gì đó. Đấy. Ra chúng ta sẽ cho này. Ra vụt. Rất đấy. Đó. À thế như vậy đây chúng ta nhìn thấy là Giá vụt. Ra gì nào? Ra vụt. Ra vụt gì gì đó. Đấy. À Mi yeah. nhà Em đọc nè. Mi nhà giá vụt. Mi nhà giá Тебя зовут, его зовут, его зовут, ее зовут, да, так, да, нас зовут, нас зовут, вас зовут, да, вас зовут, вас зовут, а, Их зовут, их зовут, да. À, ý giá bút Đúng nè Đấy Và tạc bột À thế như vậy gì À thế câu hỏi của nó là gì Câu hỏi của của Cách hỏi tên Đấy À người ta sẽ hỏi là Các Đấy Các Đúng nè Đấy Các Các giá bút Các giá bút Các vá ra bút Các vát giá bút À đúng không Các Các giá bút à, Các và giá bút các chị giá vút cậu tên là gì? Các chị giá vút trả lời. Mĩ giá vút Anton đấy. Các vás vás này vás là vui. À ông bà tên là gì? Chúng ta gọi ai là vui thì chúng ta sẽ gọi là vás. Các giá vút, các vás khách hàng đến chơi với chúng ta đấy. Đến mua hàng chúng ta hỏi người ta. Các vásza vút người ta trả lời. Mĩ giá vút Anna đấy. Đặt cược. À thế như vậy đó là cái cách mà người ta hỏi tên. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện, rèn luyện bằng cách gì nào? Ở đây nhé, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đọc nào, em đọc theo thầy nào. nhà nyazavut Anton. Tôn nyazavut Anton. Cibya zavut Natasha. Cibya zavut Natasha. Sha. 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 Natasha. Natasha. Nói nào. Тебя зовут Наташа. Ша. Его зовут Миша. Его ее зовут Нина. ее зовут Нина. Нина. Нас, Нина. Зовут Нас зовут Антон и Наташа. зовут и Наташа. Вас зовут Иван и Катя. Вот зовут Иван и Катя. Их зовут Иван и Наташа. Их зовут Иван и Наташа. Хорошо. Bây giờ thầy sẽ nói ở cột bên trái và em sẽ phải giải thích ở cột bên phải. Đấy. À thầy thầy nói là gì? Yanton. Thế vậy em giải thích Mi nhà Zabuton. Được chưa? À thầy nói là tôi là Anton thì vậy thì em nói tên tôi là Anton, được chưa? Đấy, bắt đầu cột. À các, hiệu ja này đấy bây giờ thì nói này giả dạ em nói mình giả dạ Anton an tôn horasho tina Natasha, sa tibia giả dạ on student misha ego giả misha 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 ego giả misha này nè ego À, đây là đây là đọc gì nào? Đây là đọc gì nào? Evil. E e vô. Đây. Evil. Đây. Đây là gì này? Ivo Mà nào? Ivo Ivo Evil. Đây. Ivo À các em đi đọc lại Iego làm như là vất vả thế. Đấy. Nó đọc đơn giản Ivo Đấy. Đây là gì? Io. Io. Đấy. Io. À đúng không nào? Vất vả quá.

Хорошо, chúng ta nói lại nào. Он студент Миша. À, nói lại cái từ này nào. Chưa được. Đấy. À, chưa được. Chưa đúng mà chưa mạnh dạng. Chưa mạnh dạng thể hiện là gì? Là chưa hiểu rõ cái âm đó. Khi mà người ta hiểu rõ cái âm đó, người ta nói rất rõ. Em nói theo thầy nào. Y. Y. Âm thứ hai nào, vồ Vồ, vồ ếch Biết vồ ếch là gì không? Vồ con ếch ý Vồ Vồ ếch, vồ nhái vô. <laughs> Đúng nào đấy À, bị ngã, hồi còn bé bị ngã thì gọi là bị vồ ếch Vồ, evil Nói nào, evil <laughs> À thôi thôi, y... đấy Thế bây giờ nói mạnh dạn chưa? Nào, bây giờ nói nào Ôn studien Ivo Zavut Misha. Đúng rồi. Nào thế nào đấy? À khi mà người ta hiểu hiểu, người ta nói rất rõ đấy. À đây là gì nào? Io. I. Io. Ồ. Io. Io. Đấy. Io. Io. Đấy. Anna student. Anna student Kanina. Io Zavut Nina. Đúng rồi. Cái thế mà nói là Io. Io. Chả có gì khó cả. Đấy. 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 đấy à chẳng qua là gì các bạn chưa phát âm ừ. vững thì các bạn run à các bạn nói không biết là mình nói như thế có đúng hay không đúng không đấy, đấy đúng thế cái thế mà nói mi nhà chi bả y vô y à câu này cái này là gì nào Na đấy à có biết quả quả dứa là gì không quả dứa là gì quả dứa quả dứa, quả dứa. Quả dứa. ananas Quả dứa là. Quả dứa là ananas. Nas. Ananas. Ananas là quả dứa, đấy. Yeah. Ananas. Ananas, đấy. Quả dứa là gì nào? Quả dứa mình viết trên quả dứa à. cho bạn xem nhé. Quả dứa đó là gì nào? A. Na. Nas. Ananas, đấy. Ananas Đó là quả dứa, đấy. Đúng không nào? Đấy. Đó, quả dứa đấy, đấy. Ananas à, đó là quả dứa đó là quả đấy đó à thế vậy thì đây chúng ta có từ gì nas nas đấy nas thì gì là nas Lạc. à đây là gì nào vas 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 đây là gì nào Lạc. ich ich tiếp nào mười anh tony natasha Зовут Хорошо, вы Иван и Катя. Вас зовут Иван и Катя. Хорошо, они Иван и Наташа. Их зовут Иван и Наташа. Угу. Вида? Не Удина, не Удина. Упражнение. Упражнение. Да? О, на, на, на. Упражнение. 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 Хорошо, Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваша фамилия? Как фамилия? ваша фамилия? фамилия? Моя фамилия. Мне, моя фамилия. фамилия. Как ваше отчество? Как ваше отчество? Мое отчество Петропна. Мое отчество Петропна. Петропно. Как ваше имя? Как ваше имя? Мое имя? Мое имя. Очень приятно. Очень приятно. Мне тоже. Мне Друг. тоже. Друг. Друг. Подруга. Подруга. Коллега. Подруг. Коллега. Коллега. Преподаватель. Преподаватель. Подруга. Упражнение. 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 đấy Ну вот так вот, đấy À, thì như vậy đó là bài học ngày hôm nay của chúng ta à, Trong bài học này chúng ta đã cùng nhau là tham khảo thêm từ mới này Học thêm được một số đoạn đối thoại này Và nhiệm vụ của em là gì? Là học kỹ lại cách phát âm của tất cả các từ mới này nhé Xem theo video, cố gắng nói theo Và cố gắng viết ra những cái từ mới này Đấy, tập viết được khoảng À mỗi mỗi một uh, buổi mỗi một lượt chúng ta tập viết được khoảng 5 chữ thôi. Đấy. Hai lượt thì 10 chữ, ba lượt thì viết được 15 chữ kiểu thế. Đấy. Đó, Nên trong ngày mai thì em phải cố gắng tập hết, tập viết được hết những chữ này. thì cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài tới. Spasibo, do svidaniya. Spasibo, do các bạn đang xem video trên kênh Vui học tiếng Nga do Hoàng Video dẫn dắt. Chương trình dạy online bổ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.